Điểm lại những dự án trọng điểm của 4 nền tảng lớn nhất xứ Trung 2022, cuộc chạy đua khốc liệt, nhiệt ba ấm tới hai bộ. Tencent, Youku, MongoDB và AQG công bố những dự án trọng điểm trong năm 2022. Khởi động năm mới 2022, các ông trùm phim truyền hình xứ Trung đã dần tung ra những dự án nằm top phim trọng điểm trong năm nay. Như mọi năm, các bộ phim nằm trong danh sách cấp S+ luôn được đầu tư chỉn chu về kịch bản, bối cảnh, thời điểm ra mắt và dàn diễn viên toàn ngôi sao lớn lượng. Trong năm 2022, dự sẽ là cuộc đua thành tích vô cùng khốc liệt giữa các nền tảng lớn ở Trung Quốc. Các bộ phim trọng điểm được nhận định khá cân tài cân sức và khó lựa chọn ra đơn vị nào đang có lợi thế hơn. 2021, nền tảng MongoDB khá ảm đạm khi có ít dự án phim tạo được tiếng vang. Sang năm 2022, khán giả hy vọng rằng nhà đài sẽ sớm lấy lại được vị thế và chỗ đứng với các bộ phim chất lượng hơn. Tencent tiếp tục khẳng định vị thế khi tung ra nhiều bộ phim cấp S với sự góp mặt của những ngôi sao đình đám như Dương Dương, Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Dạ Lợi Nhân, Dã Man Sinh Trưởng và Phong Khởi Lũng Tây là những bộ phim mà được khán giả mong chờ nên sóng nhất của EQG trong năm nay. Youku nắm trong tay những dự án trọng điểm, dự sẽ là đối thủ nặng ký trên đường đua rating. Trong cuộc khảo sát ý kiến người xem, các bộ phim của Youku luôn nằm top đầu phim được mong chờ nhất trong năm 2022. Các dự án trọng điểm của EQG trong năm 2022 như sau. Thứ nhất, Nhân Thế Gian. Thứ hai, Long Thành. Thứ ba, Dã Man Sinh Trưởng. Thứ tư, Phong Khởi Lũng Tây. Thứ năm, Thiên Tài Cơ Bản Nháp. Thứ sáu, Dạ Lữ Nhân. Các dự án trọng điểm của Youku 2022. Thứ nhất, Ngự Giao Ký. Thứ hai, An Lạc Truyện. Thứ ba, Trầm Vụn Hương Phai. Thứ tư, Hạnh Phúc Tới Vạn Gia. Các dự án trọng điểm của MongoDB trong năm 2022. Thứ nhất, Mùa Hoa Rơi Gặp Nại Tràng. Thứ hai, Thiên Thu Lệnh. Thứ ba, Đại Tống Thiếu Niên Chí 2. Thứ tư, Bác Sĩ Phi Phàm. Các dự án trọng điểm của Tencent 2022. Thứ nhất, Mộng Hoa Lục. Thứ hai, Ngọc Cốt Giao. Thứ ba, Tam Thể. Thứ tư, Ở Rể 2. Thứ năm, Khánh Dư Niên 2. Thứ sáu, Thả Thị Thiên Hạ. Thứ bảy, Tinh Hà Sán Lạn. Thứ tám, Định Luật Tình Yêu 80/20. Vậy bạn mong chờ dự án phim trọng điểm của nền tảng nào nhất? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé! Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!